Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của truyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Diệp Minh ra đầu một hồi nha, trong truyền thuyết, thế gian nơi lạnh nhất, coi như là trường sinh cảnh thần linh đều tư duy đều muốn ngừng vận chuyển. Ở địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật trong tin tức, xưng là độ không tuyệt đối. Trước mắt nhiệt độ của nơi này mặc dù còn không có đi đến thấp nhất, nhưng nhiệt độ không khí đang chậm rãi giảm xuống, sớm muộn cũng sẽ đi đến độ không tuyệt đối. Cái kia đáng chết môn, ta làm sao lại đắc tội nó? Diệp Minh mắng, hận đến hàm răng mà ngứa. Kim Cương Thử cũng thở dài, nói nó giống như là đang cố ý trêu cợt chủ nhân. Khốn nạn! Diệp Minh mắng xong sau, bắt đầu suy nghĩ ứng đối như thế nào ngay lập tức cục diện. Có thể nhất thời nửa khắc, hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, hắn trên dưới quanh người đều ngưng kết nhất trọng bạch xương. Thân thể mạnh mẽ cũng không thể thừa nhận dạng này giá lạnh. Cũng không thể bị tươi sống chết cóng. Diệp Minh thở dài, lấy ra cái kia đại hạ chiếc nhẫn, xem ra chỉ có thể đi vào trước tránh một chút. Có thể dạng này trốn ở đó, khi nào mới là phần cuối? Chẳng lẽ không phải chờ ta tu thành võ thần, có được đánh vỡ thế giới vách ngăn năng lực về sau? Đang muốn đi vào chiếc nhẫn không gian tránh né, cánh cửa kia vậy mà lại xuất hiện, khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ tại chế giễu Diệp Minh, tiểu tử, thế nào, ngươi bây giờ có phục hay không? Diệp Minh cười khổ, hắn biết hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm, lúc này trầm giọng nói, thực lực của ngươi trên ta xa, như thế trêu cợt một cái nhỏ yếu người, có ý tứ sao? Cái kia môn cười quái dị một tiếng, cái gì có ý tứ không có ý nghĩa, bản môn không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Ta cứ việc nói thẳng đi, sở dĩ tìm tới ngươi, là muốn cùng ngươi hợp tác. Diệp Minh kỳ quái hỏi, cùng ta hợp tác? Thực lực của ta thấp, có tư cách gì hợp tác với ngươi? Cũng không phải. Cái kia môn nói, có một số việc, cần phải loại người như ngươi vậy đi làm không thể. Diệp Minh suy nghĩ một chút, hỏi, đang nói hợp tác trước đó, ta có phải hay không có quyền biết lai lịch của ngươi đâu? Đó là tự nhiên. Đối phương cũng không giấu diếm ý tứ, nói, ta là Thời Khâu Chi Môn, chính là một vị nhân vật vô thượng chế tạo thành. Nhớ năm đó, ta có thể tùy ý đến quá khứ tương lai, bốn chiều bát cực. Chẳng qua là hết sức đáng tiếc, ta bản thân thụ tổn thương, trước mắt năng lực vô cùng có hạn, chỉ có thể làm xuyên qua không gian, mà vô phương tiến hành thời gian xuyên qua. Diệp Minh trong lòng hơi động, nhớ tới nhân tổ đi tới đi qua cải biến lịch sử chuyện này, không khỏi hỏi, tiến hành thời gian xuyên qua sao? Như lời ngươi nói cái vị kia nhân vật vô thượng, có thể là nhân tổ. Ngươi biết sự tình cũng không ít. Thời Không Chi Môn gật đầu, không sai, chính là nhân tổ. Ta theo nhân tổ kiến công lập nghiệp, làm xuống vô số kinh thiên việc lớn. Diệp Minh nheo mắt lại, nói, Thời Không Chi Môn, người trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi vì sao độc tìm ta? Thời Không Chi Môn, rất đơn giản, thứ nhất, trên người ngươi có nhân tổ khí tức, thứ hai, trên người ngươi có thời không chi cầu. Nhân tổ khí tức sao? Diệp Minh trong lòng chấn động mãnh liệt, càng nhận định cái kia đáy hồ đầu, vô cùng có khả năng thuộc về nhân tổ người, ít nhất cũng là hậu duệ của hắn. Ngươi muốn cướp đoạt ta thời không chi cầu? Hắn không có đề nhân tổ huyết mạch, mà là hỏi. Thời Không Chi Môn hừ một tiếng, ta nhận tổn hại nghiêm trọng, cái kia thời không chi cầu đúng có thể bổ sung ta chi không đủ. Dùng thực lực ngươi bây giờ, xa xa vô phương thôi động thời không chi cầu, nhưng bản môn lại có thể. Diệp Minh, ngươi cái gọi là hợp tác, không phải là mượn đi ta thời không chi cầu à? Không chỉ có như thế, Thời Không Chi Môn nói, ngoại trừ thời không chi cầu bên ngoài, ta còn cần mở ra nhân tổ một chút bảo tàng. Mà mong muốn mở ra nhân tổ bảo tàng, cần phải có nhân tổ huyết mạch không thể. Diệp Minh trong lòng nóng lên, nhân tổ bảo tàng sao? Như vậy mở ra về sau, ta có thể chia được bao nhiêu? Ngoại trừ có thể chữa trị tài liệu của ta bên ngoài, đồ còn dư lại tất cả thuộc về ngươi. Thời Không Chi Môn cũng là hào phóng, đối ta mà nói, cái gọi là bảo tàng không đáng một văn. Diệp Minh lần này yên tâm, nói, ta hết sức nguyện ý cùng ngươi hợp tác, có thể ngươi nói ta có nhân tổ huyết mạch, có phải hay không cho thấy, ta chính là nhân tổ hậu nhân. Vậy cũng chưa chắc, ủng có nhân tổ huyết mạch, chưa chắc là nhân tổ hậu đại, mà nhân tổ hậu đại, cũng chưa chắc ủng có nhân tổ huyết mạch. Tóm lại tình huống hết sức phức tạp, một đôi lời nói không rõ, ta về sau sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Thời Không Chi Môn nói, hiện tại, ngươi đã lựa chọn hợp tác, như vậy thì không muốn lãng phí thời gian,
chúng ta trực tiếp đi hướng Nhân Tổ lúc tuổi còn trẻ lưu lại một cái tiểu bảo tàng. Diệp Minh nhịn không được hỏi, Nhân Tổ có nhiều ít bảo tàng? Chúng ta muốn đi cái này, cất giấu đồ vật gì? Thời Không Chi Môn nói, đó là Nhân Tổ mới xuất đạo lúc tích lũy bảo tàng, ta cũng không rõ ràng bên trong cất giấu cái gì, tóm lại đi vào liền biết. Diệp Minh có chút thất vọng, nghĩ thầm Nhân Tổ xuất đạo lúc chỉ sợ cũng không phải lợi hại gì tồn tại, hắn bảo tàng chưa hẳn liền đáng giá tiền. Bất quá hắn hết sức hy vọng có thể cùng này Thời Không Chi Môn nhiều hơn trao đổi, theo mà biết nhiều người hơn tổ quá khứ, ngay lập tức không do dự nữa, nói, tốt, vậy chúng ta ra đi. Thời Không Chi Môn, không vội, trước tiên đem Thời Không Chi cầu cho ta, vật kia ngươi trước mắt căn bản là không có cách khống chế. Diệp Minh cũng không sợ đối phương cầm đồ vật rời khỏi, dùng Thời Không Chi Môn năng lực, tùy thời có thể đùa chơi chết hắn, căn bản không cần làm như vậy. Là dùng, hắn hết sức sảng khoái nắm Thời Không Chi cầu giao ra. Thời Không Chi Môn vừa mở, liền đem quả bóng kia nuốt, sau một khắc, chung quanh nó xuất hiện một cỗ quỷ dị lực trường, khiến cho Diệp Minh đều ra đầu tê dại, cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thời Không Chi Môn ha ha cười to, rượu quá thay. Bản môn ít nhất khôi phục năm đó 1% thực lực, không chỉ có thể xuyên qua các lớn vĩ độ không gian, còn có khả năng đi tới một khắc đồng hồ trước đó, cùng một khắc đồng hồ về sau. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, ngươi nói là, ngươi bây giờ là có thể tiến hành thời gian xuyên qua. Thời Không Chi Môn, tự nhiên, bằng không ta làm sao gọi Thời Không Chi Môn. Mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ xuyên qua, nhưng đối trước mắt ta mà nói đã rất tốt. Diệp Minh nhịn không được hỏi, nghe nói đến vĩnh hằng cảnh, tu sĩ liền có thể tiến hành thời gian xuyên qua. Thời Không Chi Môn nói, không sai, bất quá bọn hắn tiến hành thời gian xuyên qua thời điểm, sẽ bị hạn chế, 10 thành lực lượng sẽ suy giảm đến chưa tới một thành, tình cảnh đem 10 phần nguy hiểm. Trong lịch sử, liền từng có chủ thần xuyên qua thời gian, kết quả bị chủ thần khác thừa cơ chém giết sự kiện sinh. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, các chủ thần là sẽ không thời gian xuyên qua. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, đi. Soạt. Sau một khắc, Diệp Minh xuất hiện tại một khỏa âm u đầy tử khí tinh cầu bên trên. Nó thậm chí không có Diệp Minh đi qua địa cầu lớn, phía trên ngoại trừ nham thạch liền là sa mạc, không có chút nào sinh khí. Tinh cầu bên trên 10 phần lạnh lẽo hắc ám, không nhìn thấy ánh sáng. Diệp Minh thân ở trên đó cực không thoải mái, nhịn không được hỏi, Thời Không Chi Môn, nơi này chính là tàng bảo địa. Hẳn là chính là chỗ này, ta là dựa theo tàng bảo đồ tìm kiếm, 8-9 phần 10 không sai được. Thời Không Chi Môn nói, cửa vào ngay ở phía trước, chính ngươi đi vào, ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Diệp Minh lại không động, kỳ quái hỏi, ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ngươi chẳng lẽ không đi vào? Thời Không Chi Môn, đúng vậy, một mình ngươi tiến vào. Nhân Tổ lợi hại đâu, ta sợ sẽ xúc động cấm chế, bị giam ở bên trong. Mà ngươi có Nhân Tổ huyết mạch, tuyệt sẽ không có vấn đề. Diệp Minh luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, không qua Thời Không Chi Môn đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng phía trước đi. Đi chưa được mấy bước, quả nhiên thấy một cái hang, bên ngoài bị một đống khoáng thạch chặn lại. Hết thảy nhìn qua bình thản không có gì lạ, dù cho có người đánh này đi qua, cũng chưa chắc sẽ chú ý tới nó. Oanh! Hắn một quyền vung ra, hết thảy đá vụn bị bắn bay, lộ ra một cái cửa hang lớn. Diệp Minh không nói hai lời, trực tiếp liền đi vào. Vào động về sau, mặt đất cũng không bình thản, hang núi cũng là lúc cao lúc thấp, lúc dẹp lúc tròn, 10 phần thô ráp. Đi hơn 10 dặm, đằng trước xuất hiện một bức tường đá, phía trên điêu khắc 9981 khối phương cách, mỗi cái phương cách bên trong đều có một cái phù văn. Như đổi người khác, là cực khó lý giải những phù văn này hàm nghĩa. Bất quá Diệp Minh tinh thông kim cổ kiến thức uyên bác, lại có 8 nguyên toán trận, hắn hơi vừa suy tính, liền biết đây là một cái cơ quan, tất cả phù văn nhất định phải đặt ở vị trí thích hợp, môn mới có thể mở ra. Suy tư một lát, hắn nhanh di chuyển phương cách, mấy hơi thở liền hoàn thành. Cuối cùng chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, tường đá chậm rãi bay lên, lộ ra một đầu bằng phẳng qua nói. Hắn không chút do dự, lập tức từng tiến vào nói, lại đi ước chừng mấy dặm đường, xuất hiện trước mặt một đạo huyết sắc môn, chặt chẽ giam giữ. Hắn quan sát một hồi, cảm giác môn này cũng vô cơ quan, rất dễ dàng liền có thể mở ra. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, hắn ở sâu trong nội tâm, tuôn ra một chút bất an đến, chậm chạp chưa dám mở cửa ra. Tới đều tới, cần gì phải lưỡng lự. Nghĩ đến đây, hắn dùng sức đẩy, một đạo ánh sáng chói mắt kéo tới, bao vây lấy hắn, tiến vào một không gian khác. Ánh sáng chói mắt đường tan biến, hắn mới phát hiện mình thân ở một cái to lớn sân khấu phía trên, chung quanh là vô số hoặc cao hoặc thấp, hoặc xa hoặc gần, nổi trôi cầu thang,
cầu thang lấy ngồi đầy nhiều loại dị tộc, đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. A, à, đầu quái thú này làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Đấu thú không phải còn chưa bắt đầu sao? Các dị tộc nghị luận ầm ĩ. Diệp Minh rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, quan sát đến biểu lộ kinh ngạc các dị tộc, đại khái hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Tại thông qua cánh cửa kia về sau, hắn đã đến cái này lạ lẫm chỗ, mà ở trong đó, tựa hồ là các dị tộc giải trí địa phương, mà hắn, tựa hồ liền là giải trí mục tiêu. Đúng lúc này, một tên thân mang thật dài áo bào đỏ dị tộc đứng ở trên không, cao giọng tuyên bố, khách quý nhóm, xin đừng nên ngạc nhiên. Cách mỗi mấy chục năm, liền sẽ có một tên nhân loại, không giải thích được xuất hiện tại chúng ta bát hung đấu thú trường. Tại trong trí nhớ của ta, đây đã là 3 vạn năm đến nay lần thứ 2. Nói đến đây, nay dị tộc nhìn chằm chằm Diệp Minh hỏi, nhân loại, ngươi đến từ chỗ nào? Diệp Minh hơi híp mắt lại, không có trả lời. Đối diện dị tộc thiên sinh có 6 cái lỗ tai, mỗi cái lỗ tai đều trùng điệp, nhìn qua có chút quỷ dị. Mà lại phía sau hắn còn có một đầu thật dài hắc vĩ ba, cũng không biết là dị tộc bên trong một loại nào. Xem ra tên nhân loại này cũng không rõ chúng ta cao quý ngôn ngữ. Cái kia thân là chủ trì dị tộc cười cười, như vậy tiếp đó, khách quý nhóm hy vọng chúng ta xử lý như thế nào cái này tầm thường nhân loại đâu. Nguyên lai là nhân loại, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Các dị tộc thấp giọng nói xong, nhân loại không phải đều rất nhỏ yếu sao? Gặp được chúng ta, làm sao còn không có dọa ngất đi? Tên nhân loại này, xem ánh mắt của chúng ta 10 phần không cung kính, không bằng liền để hắn đấu một trận mặt khác lợi hại quái thú. Cũng có dị tộc đề nghị. Chủ trì lắng nghe tất cả mọi người kiến nghị, tổng hợp về sau, hắn cười nói, chư vị ý kiến ta đã nghe đến, nhân loại này kiêu vọng vô lễ, liền để cái kia cùng kỳ thú thôn phệ hết hắn. Diệp Minh híp mắt lại, ở địa cầu bên trên, hắn nghe nói qua cùng kỳ tên, chính là một loại thượng cổ hung thú, không nghĩ tới nơi đây cũng có cùng kỳ. Cái kia chủ trì vừa mới nói xong, trên không liền hạ xuống một đầu phù sắt chế tạo lồng lớn. Chỉ nghe rào đến một tiếng, lồng sắt bị mở ra, rèm vải tung bay, lao ra một vệt bóng đen, hướng phía Diệp Minh đánh giết mà tới. Thật nhanh, Diệp Minh hơi kinh, thân hình lắc lư, khó khăn lắm né tránh đạo hắc quang kia. Đối phương độ mặc dù nhanh, nhưng hắn vẫn là thấy rõ cái này cùng kỳ thú hình dáng tướng mạo, hình thể cùng lão hổ không chênh lệch nhiều. Nhưng sau lão hổ hơi lớn, sau lưng mọc lên đúc bằng sắt tạo hai cánh, có chút cùng loại với cánh rơi. Trong miệng mọc đầy răng nanh, mùi tanh xông vào mũi. Bốn cái móng vuốt càng là vô cùng sắc bén, tại mặt đất một túm, kiên. Cứng rắn nham thạch sàn nhà như là đậu hũ bị bắt nát. Cái kia cùng kỳ thú bổ nhào về phía trước, Diệp Minh liền đại khái đã đoán được thực lực của nó. Trên địa cầu thanh danh xa xá hung thú cũng chỉ đến như thế. Tu vi đại khái tại võ thánh đỉnh phong đến pháp thiên nhất trọng ở giữa, cũng không coi là bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, hắn hiện tại chẳng qua là võ tôn cảnh giới, cho nên tại chúng dị tộc trong mắt, hắn là không thể nào chiến thắng cùng kỳ. Giết à! Các dị tộc đã sớm liên tục giống to, hưng phấn đứng lên, thay cái kia cùng kỳ thú cổ vũ cố gắng lên, hy vọng nó có thể nhanh chóng ăn hết Diệp Minh. Cùng kỳ thú ưa thích ăn thịt người, chăn nuôi một đầu cùng kỳ, mỗi ngày đều cho ăn mười mấy nhân loại, mà lại tốt nhất là có tu vi nhân loại. Tại các dị tộc xem ra, cùng kỳ thú ăn người cảnh tượng là tương đối thú vị, bọn hắn vui với quan sát. Một giọt tiên dịch bị cùng kỳ vung tại Diệp Minh trên thân, tràn ra nồng đậm mùi tanh hôi. Diệp Minh khẽ nhíu mày, hắn gần như đã thăm dò con quái vật này thực lực, đã không cần né tránh, lớn có thể trực tiếp ra tay. Có thể ngay lúc này, một tên gầy yếu, chỉ có 3-4 tuổi tiểu nữ hài bị người từ không trung ném đi, mắt thấy là phải rơi xuống đài lên. Cái kia là một cái nhân loại tiểu nữ hài, thân áo lam lũ, xương gầy như tài, trong ánh mắt của nàng không có cầu khẩn, chỉ có tuyệt vọng, hoảng sợ, cùng với cừu hận. Tiểu nữ hài bị ném đi trong nháy mắt, hiện trường ra một trận hò hét, các dị tộc tựa hồ đều đang đợi giờ khắc này. Diệp Minh vô ý thức phóng tới tiểu nữ hài, như một tia chớp, lại đột nhiên liền dừng lại, cánh tay trái nhẹ nhàng đưa nàng kéo. Mà cái kia cùng kỳ, tựa hồ liền đang chờ đợi cơ hội này, Diệp Minh tiếp được tiểu nữ hài trong nháy mắt, nó cũng động, bén nhọn móng vuốt cầm lấy Diệp Minh phía sau lưng. Lần này nếu như bị bắt thực, nhất định có thể đem thân thể của hắn chém thành số cánh. Đừng sợ, Diệp Minh nói khẽ, cũng không quay đầu lại, tiện tay liền vung ra một chưởng. Hắn một chưởng này, chất chứa lực lượng kinh khủng, ẩn chứa tiếp dẫn đại chân lực. Cái kia cùng kỳ móng vuốt vừa mới tiếp xúc, liền cảm giác lực lượng của mình thoáng cái biến mất, sau đó nó liền kỳ quái vây quanh Diệp Minh dạo qua một vòng, tiếp lấy liền bị hung hăng đập xuống đất. Oanh! Kiên! Cứng rắn sàn nhà đập tan,
mảnh đá bay ngang. Nhưng mà cùng kỳ thể chất kiên, cứng rắn, sinh mệnh lực mạnh mẽ, này một ném không chỉ không thể thương nó một chút, ngược lại kích nó hung ý. Diệp Minh chậm rãi rơi xuống đất, nhìn cũng không nhìn cái kia cùng kỳ liếc mắt, hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài thấy Diệp Minh, phảng phất gặp được thân nhân, nói, ca ca, ta gọi Miêu Nhi. Miêu Nhi, ngươi có sợ hay không con quái thú kia? Hắn chỉ cùng kỳ hỏi. Miêu Nhi gật đầu, sợ. Diệp Minh, kỳ thật không có gì phải sợ, ca ca lập tức liền giáo huấn nó, ngươi ở bên này nhìn, có được hay không? Miêu Nhi dùng sức chút gật đầu, ca ca cẩn thận. Diệp Minh chậm rãi đứng dậy, từng bước một, hướng cái kia cùng kỳ thú đi qua. Các dị tộc đều nín thở, Diệp Minh biểu hiện ra ngoài ý định. Dùng kinh nghiệm của bọn hắn, Diệp Minh tu vi cũng không cao, ít nhất không bằng cùng kỳ cao. Mà cái này cùng kỳ, có thể là miểu sát đồng cấp cường đại tồn tại. Nó đặc điểm lớn nhất là độ nhanh, sinh mệnh lực mạnh, cơ hồ là đánh không chết tồn tại. Đối mặt hung thú như vậy, pháp thiên tam trọng trở xuống, cơ hồ đều khó có thể sống sót. Có thể hiện thực lại làm cho các dị tộc khiếp sợ, Diệp Minh không chỉ không có bị ăn sạch, ngược lại còn nắm cùng kỳ thú vung ra trên mặt đất, thực lực của hắn sao sẽ như vậy dạng. Cùng kỳ thú tựa hồ cảm nhận được cái gì, nó chân trước quỳ xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh, máu con mắt màu đỏ bên trong lập lòe hung quang. 30 bước, 20 bước, 10 bước, 5 bước, mãi đến Diệp Minh đi đến trước mặt, cái này cùng kỳ thú vẫn là không nhúc nhích. Nó tựa hồ muốn nhìn một chút, tên nhân loại này đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn đánh hắn một quyền. Đừng nói một quyền, coi như 10 quyền, hắn cũng sẽ không thụ thương, bởi vì hắn bên ngoài thân lân phiến có khả năng hấp dẫn tổn thương hình thức tổn thương, mà lại sinh mệnh lực thập phần cường đại, căn bản không sợ loại công kích này. Một đầu thú loại mà thôi, gặp được nhân loại, ngươi hẳn là thấy sợ hãi, mà không phải muốn ăn đi bọn hắn, biết không? Diệp Minh đưa tay điểm cùng kỳ mũi, gằn từng chữ. Cùng kỳ bắn ra một đạo sương mù màu máu, ra gào thét thanh âm. Nhưng mà không chờ hắn công kích, Diệp Minh đầu ngón tay bắn ra hai sợi kiếm quang, nhanh vô cùng, trực tiếp đánh vào đối phương trong mắt. Cùng kỳ lực phòng ngự mạnh hơn, con mắt cũng là yếu ớt, trực tiếp liền bị bắn nổ, nó ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Diệp Minh mới vừa sử dụng chính là Chu Thần Chỉ, nhất chỉ ra, Chu Tiên Sát Thần, cùng kỳ con mắt lại như thế nào có thể ngăn cản. Thừa dịp này hung thú cuồng quái khiếu, trong tay hắn thoáng qua, cái kia Minh Văn Như Ý bổng liền xuất hiện, không nói hai lời, hung hăng hướng xuống đập xuống. Thân là võ đạo chí tôn, hắn vận kình bí quyết nhiều đi, cùng kỳ lân phiến có thể hấp thu lực lượng, nhưng hắn mỗi một bổng đánh ra, đều thi triển ra cách sơn đả ngưu thủ đoạn, lực lượng trực tiếp phóng qua lân phiến, đập nện nội bộ tạng phủ. Cho nên hắn một gậy xuống, cái kia cùng kỳ liền kêu rên một tiếng, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Sướng hay không? Diệp Minh lại một gậy tử đánh xuống, lớn tiếng quát hỏi. Ngang. Cùng kỳ gầm thét, kéo ra miệng lớn, hướng về thanh âm ra phương hướng cắn qua đi. Diệp Minh cười lạnh, đem Như Ý bổng hung hăng hướng phía trước đâm một cái. Phốc xích. Như Ý bổng đột nhiên biến dài, biến nhọn, trực tiếp theo cùng kỳ thú ít hầu đâm vào đi, sau đó lại biến thành một đầu to chìm to lớn lang nha bổng. Đồng thời nhanh xoay tròn. Đến lúc này, ngũ tạng lục phủ, xương cốt cơ bắp đều bị xoắn nát, máu tử thịt bọt, không ngừng theo trong miệng mũi phun ra ngoài, cái này mạnh mẽ cùng kỳ một lát liền không còn thở. Giết cùng kỳ, Diệp Minh thu hồi Như Ý bổng, sau đó ngẩng đầu, dùng miệt thị ánh mắt đánh giá thân là người xem các dị tộc. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, các dị tộc tuyệt đối không nghĩ tới, tên nhân loại này cư nhiên như thế mạnh mẽ, liền cùng kỳ cũng không là đối thủ. Nguyên bản bọn hắn là muốn tìm thú vui, nhìn một chút cùng kỳ là như thế nào ăn người. Không nghĩ tới, việc vui không có tìm thành, mỗi tên dị tộc nội tâm đều vô cùng khó chịu, bởi vì Diệp Minh đối bọn hắn tương đương không tôn kính. Tầm thường nhân loại, ngươi xác thực thật sự có tài. Bất quá, này không có nghĩa là ngươi có thể tiếp tục thắng lợi xuống. Chủ trì nói, tiếp đó, liền để cho chúng ta dũng sĩ xuống chém giết ngươi. Diệp Minh hơi bĩu môi, hung thú giết không chết chính mình, các dị tộc muốn đích thân xuống tràng. Hắn cười khẩy, lại đi đến tiểu nữ hài bên người, nói, ta trước đưa ngươi đi một chỗ, ngươi trước đợi ở bên kia, không cần phải sợ. Không bao lâu, ta liền sẽ mang ngươi rời đi. Tiểu nữ hài mặc dù tuổi nhỏ, có thể 10 phần thông minh, nói, ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta không sao. Diệp Minh sờ lên đầu hắn, lập tức liền đem chi đưa vào đại hạ chiếc nhẫn, để cho nàng tạm thời ở lại bên trong, bởi vì bên ngoài quá không an toàn. Nhân tổ lưu lại đạo môn này, để cho ta tiến vào dị tộc đấu thú trường, đến cùng là dụng ý gì?
Nghe bọn hắn nói, trước đó, tựa hồ cũng có nhân loại bị đưa tới qua, chẳng lẽ đây là nhân tổ khảo nghiệm? Trong lúc nhất thời, Diệp Minh cũng không hiểu được rõ ràng. Bất quá hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì một tên dị tộc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên này dị tộc điểu nhân thân, so với hắn hơi thấp, cơ bắp giống như là đúc bằng sắt đồng dạng, đen bóng sáng lên. Sau lưng của hắn, sinh một cặp màu đen cánh, mỗi một cây lông vũ đều có kim loại chất cảm, vô cùng sắc bén. Chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Minh liền biết đối phương là một tên pháp thiên nhị cảnh thần linh, thực lực không kém. Nhân loại, ngươi có chút thực lực, dạng này nhân loại giết mới có ý tứ. Cái kia dị tộc nói, hoàn toàn không có nắm Diệp Minh để vào mắt. Diệp Minh thản nhiên nói, ngươi cũng không tệ, giết chắc hẳn càng có ý tứ. Nhân loại, miệng lưỡi lợi hại không có ý nghĩa, ta nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút. Soạt. Hắn không nói chuyện, Diệp Minh đã động, thôi động sát sinh bộ, trực tiếp một quyền đánh giết tới. Quá nhanh, cái kia điều dị tộc chỉ có thể một bên thân, mong muốn tránh đi. Nhưng mà không còn kịp rồi, một cây châm nhỏ, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nó phía dưới, tại hắn né tránh thời khắc, hướng về phía dưới hoa cúc đâm đi vào. Phốc. Một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, điều dị tộc đảo lăn lộn trên mặt đất, vô cùng thống khổ dáng vẻ. Diệp Minh cười nói, cảm giác như thế nào? Ta này như ý bổng có thể lớn có thể nhỏ, ngươi có muốn hay không nó biến lớn hơn một chút? Nguyên lai, tha phương mới minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, ra quyền thời điểm nắm như ý bổng cũng tế ra đi, trực tiếp phát nổ đối phương hoa cúc. Ngươi cái này nhân loại vô sỉ, đáng chết à. Lớn, lớn, lớn. Diệp Minh liền nói một tiếng. Nhào nhào nhào. Điều dị tộc thân thể bỗng chốc bị trống so thùng nước đều to, ra trận trận chim hót, toàn thân đều tại run rẩy. Nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta giúp ngươi giải thoát đi. Oanh. Điều dị tộc thân thể trực tiếp nổ tung, cứt đái cùng bay, máu thịt chảy ngang, tại chỗ liền chết. Cái kia như ý bổng, cũng một lần nữa trở lại Diệp Minh trong tay, hắn tỉ mỉ dùng bố trà sát lại xoa. Đáng chết. Hung hăng càn quấy nhân loại. Nhất định không thể bỏ qua hắn. Các dị tộc đều điên rồi, nhìn cả một đời đấu thú, còn chưa thấy qua này dùng hung tàn nhân loại, thế mà dùng một cây gậy đem bọn hắn dũng sĩ cho bạo sát, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Diệp Minh lau xong cây gậy, dùng nó chỉ đài bên trên một đám dị tộc, nói, các ngươi, ai dám xuống tới đánh với ta một trận? Hừ, vô tri nhân loại, ngươi cho rằng chút thực lực ấy, liền có thể khiêu chiến vương tộc sao? Một cái thanh âm lãnh khốc vang lên. Sau một khắc, một tên hình dáng tướng mạo cùng nhân loại không khác, thế nhưng không có lỗ tai dài dị tộc xuất hiện,